Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Sophie Việt và mình là Hiền Phương. Khi nói đến sự thay đổi của Windows, bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên? Trải qua 35 năm, Windows đã trải qua vô số lần cập nhật với những tính năng từ nhỏ nhất đến những tính năng làm thay đổi bộ mặt của cả hệ điều hành. Mỗi một phiên bản Windows đều là một dấu mốc quan trọng đối với quá trình phát triển của Windows. Và trong video lần này, Hiền Phương sẽ cùng với các bạn điểm qua những phiên bản của hệ điều hành này và xem liệu chúng có gì khác trước nhé! Đầu tiên là Windows 1.0. Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Windows 1.0 được cho ra mắt lần đầu tiên vào năm 1985. Nó được tạo ra với mục đích nhằm giúp việc sử dụng máy tính trở nên đơn giản hơn cho người dùng. Cụ thể hơn là với những cái tác vụ đơn giản như là mở tệp thì người dùng sẽ không cần phải nhập những cái câu lệnh phức tạp nữa mà chỉ cần nhấp chuột và biểu tượng ở hai menu là được. Phiên bản Windows đầu tiên đã mang những khái niệm như là menu, biểu tượng, hộp thoại đến gần hơn với người dùng. Đồng thời cũng có những cái tính năng như là đa nhiệm, truyền dữ liệu giữa các chương trình. Chưa hết, dù sở hữu vẻ ngoài trông có vẻ thô sơ, Windows 1.0 vẫn bao gồm những ứng dụng mà được sử dụng cho đến tận ngày nay như là Windows Pen, Notepad, đồng hồ, lịch, trình quản lý tệp, tập tin thẻ, thậm chí còn có cả game như Reversi. 2 là Windows 2.0. Chỉ sau 2 năm sau sự ra đời của phiên bản Windows đầu tiên thì Microsoft đã cho phát hành phiên bản Windows kế nhiệm là Windows 2. Bên cạnh những tính năng vốn có của Windows 1.0 thì phiên bản này được bổ sung thêm một số tính năng như là sử dụng cửa sổ phụ để phục vụ cho cửa sổ chính, tùy ý thay đổi kích thước của cửa sổ, các shortcut và hỗ trợ đồ họa VGA. Ngoài ra, phiên bản đầu tiên của Word và Excel, bộ đôi công cụ trong bộ Office thần thánh cũng được đưa ra mắt cùng với Windows 2.0. Thứ ba là Windows 3.0. Sự ra đời của Windows 3.0 là một cột mốc quan trọng khởi đầu cho sự phổ biến của Windows trên toàn thế giới với tư cách là một hệ điều hành dành cho máy tính để bàn. Windows 3.0 ra mắt vào năm 1990 và hỗ trợ đến 256 màu sắc khác nhau. Quan trọng hơn, nó có các chương trình DOS đa nhiệm, điều này thì đã góp phần làm cho Windows trở nên phổ biến hơn trên thế giới. Một điểm thú vị chính là việc Windows 3.0 là phiên bản chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên của game đánh bài Solitaire huyền thoại gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dùng và của cả mình nữa. 4 là Windows 3.1. Chỉ sau 2 năm, một bản cập nhật hệ điều hành khác xuất hiện, đó chính là Windows 3.1. Hệ điều hành này thì cung cấp khá nhiều tính năng mới và hữu ích như là hỗ trợ phông chữ TrueType, khả năng kéo và thả các biểu tượng và hỗ trợ các tài liệu phức hợp Olay, tài liệu kết hợp các phần từ các chương trình khác nhau. Ngoài ra, theo The Guardian, đây cũng là phiên bản Windows đầu tiên được phân phối qua CD-ROM, đĩa CD các dữ liệu để cài đặt. Tiếp theo là Windows 95. Đúng như tên gọi của nó, Windows 95 ra mắt vào năm 1995. Đây là phiên bản 32-bit đầu tiên của Windows. Các phiên bản trước thì là 16-bit và nó mang lại khá nhiều tính năng mới. Hệ điều hành này thì bao gồm thanh taskbar, start menu, tên đẹp dài và khả năng cho phép các thiết bị ngoại vi chỉ cần được kết nối với PC là có thể hoạt động bình thường. Tại phiên bản Windows 95, người dùng cũng chứng kiến sự ra đời của trình duyệt web Microsoft Internet Explorer. Ngoài ra, đây cũng là phiên bản đánh dấu lần đầu Windows được phép khởi động trực tiếp mà không dựa vào MS, DOS như trước kia. Thứ 6 là Windows 98. Phiên bản Windows này không chỉ mang đến cho chúng ta Internet Explorer 4.01, phiên bản nâng cấp của Internet Explorer, mà còn cung cấp một loạt các chương trình và công cụ dựa trên Internet khác như là Outlook Express, Microsoft Chat và Web Policing Wizard. Windows 98 thì cũng tăng cường hỗ trợ cho các thiết bị USB và các trình cắm bổ sung để xem nội dung Director bằng trình duyệt web như là Shockwave hay là Flash. Thứ 7 là Windows 2000. Windows 2000 tập trung vào khả năng tiếp cận và Microsoft đã giới thiệu một danh sách các tính năng đi cùng với hệ điều hành này, bao gồm Sticky Keys, Themes, Microsoft Magnifier, bàn phím ảo và một trình đọc màn hình có tên là Microsoft Narrator. Windows 2000 thì cũng cung cấp giao diện người dùng đa ngôn ngữ, cho phép người dùng chọn ngôn ngữ sử dụng bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, tiếng Hy Lạp, vân vân. Windows ME. Ở chữ ME trong Windows ME là viết tắt của Millennium Edition.
phiên bản đánh dấu một thiên niên kỷ mới. Tuy nhiên, nhiều người dùng lại đặc biệt danh là Mistake Edition, có nghĩa là phiên bản lỗi, bởi có khá nhiều báo cáo về lỗi đối với hệ điều hành này. Tuy nhiên thì nó vẫn cung cấp một công cụ hữu ích là System Restore, tính năng khôi phục hệ thống khi gặp sự cố. Tuy nhiên, theo đúng kiểu Mistake Edition thì System Restore cũng có những vấn đề riêng, ví dụ như là đôi khi nó vô tình khôi phục cả các phần mềm độc hại đã bị xóa. Thứ 9 là Windows XP. Nếu như những hệ điều hành trên còn khá xa lạ thì những hệ điều hành tiếp theo đây sẽ thân thuộc với chúng ta hơn đấy. Đầu tiên là Windows XP. Đây được coi là một trong những phiên bản Windows tuyệt vời mà Microsoft đã từng tạo ra. Một phần thành công của XP có thể là do nó được ra mắt vào đúng thời điểm mà máy PC trở nên phổ biến ở nhiều nước. Đối với nhiều người dùng thì Windows XP chính là hệ điều hành đầu tiên mà họ sử dụng. Cũng có thể là do thiết kế thân thiện với người tiêu dùng, đi kèm với các tính năng mới như là phần mềm ghi đĩa CD gốc, công cụ tìm kiếm, máy tính từ xa và các tính năng bảo mật được cải thiện. Thứ 10 là Windows Vista. Đáng buồn là sau sự thành công của Windows XP thì Windows Vista lại được coi là bản lỗi và nhận được vô số lời chỉ trích về hiệu suất chậm, giá thành lại cao, tiêu thụ nhiều tài nguyên hệ thống và trong khi tính năng kiểm soát tài khoản người dùng, các hộp thoại liên tục mà nó tạo ra lại gây khó chịu. Tuy nhiên, bản lỗi này lại đặt nền móng cho một số tính năng hữu ích như Windows Defender, DirectX 10 dành cho chơi game trên PC, nhận dạng giọng nói và Windows DVD Maker. Tiếp theo là Windows 7, một phiên bản khác mà có lẽ vô cùng quen thuộc với người dùng và cho đến nay vẫn có đến 1/4 thiết bị Windows vẫn sử dụng hệ điều hành này. Ngoài việc sửa lỗi, sắp xếp hợp lý lại và loại bỏ những tính năng thừa trên Windows Vista và cả những phiên bản Windows cũ thì Windows 7 đã giành lại được sự ủng hộ từ người dùng máy tính. Ngoài ra, phần mềm này còn đi kèm với nhiều cải tiến như là nhận dạng chữ viết tay này, tăng hiệu suất tổng thể, hình thumbnail xem trước cho các cửa sổ ứng dụng, tính năng trình chiếu trên máy tính để bàn, Internet Explorer 9 và Windows Media Player 12. Tiếp theo là Windows 8. Mặc dù không phải ai cũng mặn mà với hệ điều hành mới này của Microsoft, bởi Windows 7 cho đến thời gian đó thì vẫn còn vô cùng phổ biến. Windows 8 vẫn cung cấp cho người dùng nhiều tính năng như là khả năng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, hỗ trợ USB 3.0, màn hình khóa thực tế, tương tự như màn hình khóa trên smartphone và tích hợp Xbox Live. Ngoài ra còn có một điểm đặc biệt là Microsoft đã loại bỏ Start Menu và thay bằng Start Screen có chứa Lighthouse, hoạt động cũng như là Shortcuts cho phép truy cập ứng dụng một cách nhanh chóng. Sau khi nhận thấy người dùng không quá mong muốn việc loại bỏ Start Menu trên Windows, Microsoft đã phát hành Windows 8.1 như bản sửa lỗi miễn phí. Một số chỉnh sửa mà Microsoft đã thực hiện trong Windows 8.1 bao gồm việc đặt lại Start Menu trên thanh tác vụ và cho phép người dùng nhìn thấy màn hình desktop của họ đầu tiên sau khi đăng nhập thay vì màn hình Start Menu như phiên bản trước. 14 là Windows 10. Windows 10 ra mắt vào năm 2015 và hiện vẫn đang là phiên bản hệ điều hành hiện tại của Microsoft. Thay vì loại bỏ hoàn toàn Lighthouse, Windows 10 đã tích hợp nó vào phần Start Menu và phản hồi nhận lại được từ người dùng về sự thay đổi này là rất tích cực. Các tính năng khác đi kèm với phiên bản Windows 10 bao gồm là sự ra đời của Cortana, trợ lý cá nhân kỹ thuật số, khả năng chuyển đổi giữa chế độ máy tính bảng và máy tính để bàn, một trình duyệt web hoàn toàn mới của Microsoft Edge. Windows 10 cũng luôn được cập nhật khá thường xuyên kể từ khi ra mắt vào năm 2015, đặc biệt những bản cập nhật mới nhất luôn miễn phí và có sẵn trong Windows Update. Có lẽ đây chính là một điểm khiến cho nhiều người dùng yêu thích và quyết định rời bỏ hệ điều hành vốn đã quen thuộc là Windows 7 lên hệ điều hành này. Vậy là Hiền Phương đã vừa cùng với các bạn điểm qua những sự thay đổi của Windows qua các năm. Bạn nhận thấy sao về sự thay đổi này? Bạn thích nhất hệ điều hành nào? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!